Hello, chào mọi người đã trở lại với kênh Duy Nisa. Hello, xin chào cả nhà. Thì hôm nay gia đình Duy sẽ cùng nhau đi chợ để mình nấu một món Việt Nam đãi mẹ ổ. Hôm qua thì là mẹ ổ đã nấu bánh Thái đãi ba mẹ Duy rồi. Hôm nay là mẹ ổ hiện tại là đang đi bán mọi người. Thì Duy ở nhà, Duy với Nan ở nhà để lo cho ba mẹ. Rồi sau đây là hai gia đình đó đang bàn tính là sẽ nấu một món Việt để khi mà mẹ ổ về đãi với mẹ ổ ăn luôn. Chưa biết món gì. Chưa biết món gì. Chưa biết món cái gì. Thì nói chung là đi ra chợ đi rồi mình coi có gì thì mình mua cái đó thôi, chứ hiện tại là chợ chiều này cũng ít đồ mọi người. Bây giờ thì Duy với Nan đưa ba mẹ đi nha mọi người. Đi thôi. Đi đâu? Đi chợ, đi chợ. Đi chợ đi mua thành phẩm. Cầm cái ở đây á. Mở cái không mẹ. Mở sao con? Dạ, cái gì bà bá? Mở lúc này hả? Mời à? Mời đâu? Đây à? Ủa đúng rồi. Đúng rồi. Không phải. Ai? Kéo lên, kéo lên. Không phải bà bá để con mời cho. Rồi. À đặt xuống đây nữa hả? Đúng rồi. Có nút này nè cha. Cái nút này nè. Ừ. Nút này nè. Ừ. Nút này ha. Không, nút ở dưới này nè. Nè hả? Đúng rồi, kéo lên. Kéo lên. Móc lên này nè. Đúng rồi, đúng rồi. Móc lên. À. Bấm xuống đây nhìn xuống. À. Đúng rồi. Dạ. Đúng rồi. Giống như giống như cầu thang máy vậy ha. Giờ cho phá hồi là nó hư luôn á. Đóng lại luôn. À, sướng. Rồi, xong nếu, chạy. Nếu bị hư là bà ba ơi, mua rồi. Xe mới cho gì ốp hả? Rồi tới chợ nè mọi người ơi, chợ gần nhà. Cái gì vậy? Mặn. Mua mặn gì? 33 má. Mặn hả? 20, 1 kg 20. 20 bá thôi. Ok không? Hả? Hôm nay chợ đông quá mọi người, cho nên là gia đình Duy đậu xe xa có chỗ chợ đi lại. Hôm nay là nghe mấy anh nói là chợ có chợ đêm hay sao á, thì người ta đậu xe hết chỗ đậu rồi. Ở chỗ ở đây á, mình đi á, thì đi xe máy nó tiện hơn, còn mà đi xe hơi á thì kiếm cái chỗ đậu xe cũng cực lắm. Rồi giờ đi thôi. Bây giờ đi vào chợ mình coi coi là mình sẽ nấu cái món gì, là thấy cái món gì mà hợp ý thì gia đình Duy sẽ mua về nấu cho mẹ ổ ăn, đãi mẹ ổ. Cái này có tên chưa mẹ? Hả? Có tên của món ăn. Bây giờ đi chợ đi cho mình coi coi là mình mua cái gì cái đã, giờ mình chưa biết nấu gì cho mẹ ổ ăn nữa. Có cái gì mua cái đó. Có cái gì mua cái đó. Không có tiền mua cái đó được không? Không có tiền mua cái đó là cái gì? Nếu không có tiền mua cái đó được không? Em muốn mua cái gì? Mua cái gì đại xe, mua cái đó, mua cái gì? Cái đó là cái gì mới được? Cái gì là cái đó? Cái đó là cái gì? Cái đó là cái gì được hết hả? Tào lao. Nếu không có tiền mua cái đó thì mình mua cái khác. Ừ, mua cái khác. Dạ, tiếng của bé Nan nè. Tiếng tình cảm đáy lòng là ai hiểu không? Tiếng tình cảm từ tận đáy lòng. Đúng rồi, tiếng tình cảm của càng đáy lòng là ai hiểu bé Nan nói không là với mẹ cẩn thận mẹ ơi, cẩn thận. Mẹ có chừng cái té. Chừng té là chừng sống hả? Chừng cái gì nữa? Chừng chết à? Không phải chừng chết, chừng biết à? Chừng gì? Chừng té là bị bong gân. Chừng yếu. Chừng yếu hả? À? Đúng rồi, mẹ chừng yếu lắm. Có hai con. Chó. Có hai con đúng tức là chừng của mẹ yếu lắm. Ý là mẹ đẻ hai con sao mẹ yếu lắm phải không? Ơi, đây là cái chợ gần nhà nè mọi người, mà bữa đây đông quá. Mẹ ơi, một xíu nữa ra coi mấy bộ đồ luôn đi nha. Đi mua đồ mặc đồ bộ. Có nhiều người đi bán áo. Đi bán áo. Bán dép. Kìa em, đừng bỏ quên bà bá cho em. Bà bá đi lạc sao mất bà bá làm sao? Con cái miền Tây. Dư rồi con. Dư đường mà quá dư đường em. Cái này là ăn một miếng là đường cao cái này luôn. Đó, đủ đường mà. Cho đủ đường. Cái này là măng em ơi, cái này là măng. Ủa cái này của hô dừa đúng không? Đúng rồi, của dừa. Cái này bao nhiêu tiền? Anh ý là có này hả? Căng lưới này. Anh ý cái này là 2 kg mẹ. Cái này cũng má pháo hả? Đúng rồi. Họ má pháo. Ủa dừa. Mua 2 kg. Mua nhiều không mẹ? Hết luôn em, mua hết thì mình làm nguyên năm luôn. Ok. Như đó đủ một mâm mình là gia đình ăn luôn á. Thường là khó lắm luôn, cho tiền cái này, nhưng mà em biết không? Mẹ Mai hỏi bé Nan là cái này là mua hết luôn. Người ta có một kilo 60 bà. Thì đâu mất đâu. Em biết không, có được. Em mấy ký? Cái này á, cái này 2 kg. Để có cái củ này là phải chặt một cây dừa đó trời. Đúng rồi, đương nhiên. Để có cái củ này phải chặt cây dừa đó. Muốn ăn một cái củ hủ này là phải chặt một cây dừa. Mà củ hủ nó dài lắm, nó nhiều lắm. Ủa vậy hả? À, nó nhiều lắm đâu phải bao nhiêu đây đâu, còn mấy động khác nữa. À, để không trộn luôn, sắc trộn luôn. Để kìa cà chua kìa mẹ, có mua cà chua cà rốt gì không? Cà rốt. Mẹ, mẹ làm trái cây cho mẹ ẩu ăn nha. Biết rồi chứ. Tại mẹ ẩu thích ăn cây á. Là một mâm nhưng mà một phân nửa đó là trộn coi như là cây thì cây hả? Cây thì cây, còn bên này là cây dừa. Cây dừa để cho cha mẹ ăn đúng không? Đúng rồi. Có ớt, ớt củ hành tây, ớt đỏ đúng không? Ừ. Ớt đỏ nhắm xa cắt. Không có bán chanh. Mua chanh thêm đi em. Ở đây là 4 trái 20 baht. Gì ở đây 4 trái 20 baht á? Gì mắc gì chanh mắc gì? Chanh mắc hiện phải dừa Thái Lan mắc. 4 trái chanh mà 15.000. Đúng rồi. Người ta ở Thái Lan là thích ăn làm nấu sâm tằm. Không phải, nước sâm tằm rồi rau thơm rau gì. Và nước mắm hải sản. Nước mắm hải sản nó mắc tiền lắm phải dừa. Thạch ba lỗi là ở đâu? Dạ mẹ thấy không, là ở đây là nếu tìm rau lam, mà nếu tìm rau lam là không có ai bán. Đúng rồi. Ok mọi người ơi, bây giờ thì gia đình Duy sẽ đi về tranh thủ đi về để làm cái món gỏi củ hủ dừa tôm thịt heo. Thì còn 2 tiếng là mẹ ẩu đi bán về mọi người. Ủa mẹ không mua áo hả mẹ? Có thời gian. Để bữa sáng đi ra mua. Giờ nếu cái tiếp thời gian có thời gian thì em đến em lấy mẹ, lúc mẹ tới đớp mẹ. Đưa mẹ đi ở đây. Đưa mẹ mà rút mẹ. Tại sao bé Nan rút mẹ? Quên cái này gì làm hả? Đưa mẹ mà em rút mẹ luôn rồi. Đưa mẹ đi chợ mà em rút mẹ đi chợ. Rút mẹ, lưới mẹ. Cơm xong mới rửa chanh này cho mẹ để dắt nước. Mẹ dắt nước đúng không? Gia đình của chúng ta ăn cơm niềm, ăn cơm cứng à. Cứng ít hơn ở Thái Lan, nhưng mà ở nhà của con là thích ăn mềm. Ăn cứng à, người ta nói như thế nào biết không? Là ai nấu cơm chín chưa? Mẹ hành lá không? Hành lá không xài hành lá, hành không. Cái này củ hành tím mà hành lá, nhưng mà mình không có xài cái đó không? Dạ muốn ăn cái này con chưa ăn đúng không mẹ? Ở Việt Nam chưa, tại sao không làm cho con ăn? Chưa có cơ hội. Tại vì ở Việt Nam á, cái củ dừa này nó mắc không con? Củ dừa mắc đúng không? Tại sao mẹ không nấu cho đi chỗ? Chanh mắc tiền đúng không? Cũng cứng quá à. Vì chanh không có nước rồi. Chanh không có nước nữa. Chanh dắt cha không có nước hả? Chết rồi. Có nhưng mà cứng là ít nước. Cái này không mắc tiền rồi mẹ. Cái này nó không mắc tiền, nhưng mà nếu mắc tiền là nước nhiều. Chửi ra, nước miếng chửi ra. Nước nhiều. Cái này nó hơi nhỏ. Mẹ muốn lấy tìm cái gì hỏi con nữa. Cái mẹ nhỏ. Mẹ muốn tìm gì mẹ hỏi bé Nan nha. Ủa mẹ ướp, mẹ cái này mẹ ướp đường hả? Vô để cho nó ra nước á. Giống như dưa chua hả mẹ? Cái này thôi mình trộn chung giống như là dưa chua vậy đó. À. Mình trộn chung với của củ dừa. Dạ cái này nó có bội đây. Anh nhiều bartender nè, bartender đúng không chứ? Trời nó cứng vậy trời. Cứng hoài không có nước đúng không? Không có, ở đây. Nắm lọc lại. Con thấy cái hộp này có quan trọng với mẹ không? Không. Không quan trọng. Dạ không quan trọng mẹ, nhưng mà con không quan tâm thôi. Nếu quan trọng. Đúng không mẹ? Nếu quan trọng với mẹ ủa là con không quan tâm. Mẹ ủa đánh luôn. Có đào phần cái này nhưng mà nó xào được. Gì? Tôm khô. Dạ tôm khô là bọng hả? Tôm khô ấy là bọng thường ăn nhậu. Ăn nhậu. Được không? Được. Giờ con làm cho nấm nữa. Đúng không? Bây giờ mấy nhiêu đủ? Đâu có đủ đâu con. Cần nhiều lắm em, không có đủ. Không đâu. Có đã rồi mẹ ăn cái này. Không đủ. Không đủ phải không đã em, không đủ. Đây lửa sạch hết là lấy chỉ rồi nè. Mẹ. Mày vừa ạ. Đói bụng quá. Ăn đi. Ăn này vô nó đói thêm nữa. Cứng già. Mềm. Khúc này già không? Cái này già. Ở đây người ta bán không có ấy. Này mang là bán hả? Đâu phải. Củ dừa. Mẹ bữa đây chỗ tài ha, làm đãi chị xui ha. Ừ, thì bữa mẹ ổ đãi gia đình mình ăn bát Thái mình phải tiếp rồi. Lại món Việt Nam chứ đúng không? Cần anh tiếp không em? Anh tiếp được cái gì mà anh tiếp. Không, một xíu cho lột tôm đi. Một xíu cho để tôm ai lòi cũng được. Ngon á, ai lòi cũng được mà ai lòi cũng được. Không, phải chỉ cho đúng tại biết sao chỉ nhiều quá rồi người này chỉ người ai lòi đi, ai lòi đi. Rồi ai lòi là ngon đi. Đúng rồi. Thì không là cái gì? Không là máy. Rồi, dép lại. Chị xui Kim mây alloy. Ông hai ngược rồi. Kim không ngon hả? Chị xui Kim alloy mấy? Đúng rồi. Chị xui lú xịt da ngay, chị xui cảm thấy thế nào? Lú xịt da ngay hả? Lú xịt da ngay. À chị xui lú xịt da ngay. Lú xịt. Lú xịt. Lú xịt. Xịt chứ không phải là xịt. Sật luôn sật sật là lú sật nè chị xui lú sật giăng máy giăng ngay chị xui lú sật giăng ngay đúng rồi lú sật. Bây giờ mày nói là chị xui ăn cảm thấy thế nào hả? Đúng rồi chị xui cảm thấy thế nào mà nói nhẹ nhàng cho nó nhẹ nhàng đi. 2 3 chị xui lú sật giăng máy giăng ngay chị xui lú sực danh ngay. Không chị đừng có nhớ ra ngoài, chị đừng nhớ. Tao nói theo kiểu miền Tây nó quen rồi. Không ở đây miền Đông miền Tây thì tao không biết nhưng mà miền Tây bây giờ chị cố gắng chị đừng có dùng cơ mặt cho nói từ từ nha. Tao không coi văn tao phải ấy cho nó văn tùm lum. Chị xui lú sực dân ngay rồi 2 3 nhìn chị xui nè, tưởng tượng camera là chị xui nè. 2 3 chị xui lú sực dân ngay. Chị xui Kinh alloy mấy? Đúng. Chị xui cảm thấy thế nào? Chị xui lú sực. Chị xui lú sực dân mấy? Dân ngay trời cứ dân ngay không ai quên. Chị xui mày đừng có cười. Chị xui lú xịt ăn ngay. Rồi chị xui lú xịt. Chị xui ăn chung. Mà chị xui ăn chung mà chị xui kinh đứa cá ngay. Rồi là chị cảm thấy như thế nào, cảm nghĩ như thế nào? Đúng rồi. Chị xui kinh đứa cá là mà chị xui ăn chung. Đúng rồi. Vừa nói nó vừa dịch luôn, nó dễ nhớ. Đúng. Chị xui cái chị xui cười ha, chị xui cười ngay. Mày mở mày cười coi camera. Mở mày cười. Chị xui. Chị xui kim đứa cá. Đó, ok không? Chị xui dê khoan, chị xui cười ra. Chị xui bây giờ mày làm bộ mày lấy cái đũa mày gắp lên miệng mày cái tao nói. Rồi. Chị xui lú sực dân ngay. Đó. Chị xui ăn cảm nghĩ như thế nào? Coi như cái món đó như thế nào? Đúng. Giờ còn cái nữa là Cái gì? Chị Sue ngon không? Chị nói rồi. Chưa. Chị Sue Kim lú xịt dân ngay. Phải. Lú xịt nghe cảm thấy thế nào? Ừ. Chị còn chị Sue ăn ngon. À, chị Sue Kim a lòi. Ừ. A lòi mấy? Đúng rồi, đúng rồi. Chả muốn học thêm câu gì nữa không? Cũng chỉ cho. Thôi nhiều quá tao mệt. Ba câu rồi chưa thuộc nữa. Ba câu là tước con ấy này. Không, ba câu đi. Tới ngày ba câu hình như là một tuần là tao thuộc 15 câu rồi. Hồi nãy nghe từng 15 câu thấy cắn cắn rồi không? Cái chương này năng lên nó không lên để tụi. Chương này cũng chương sình. Bây giờ để con coi coi. Còn 7 21 chứ 73 7 15 đâu. Thì phải cho nó 15 kìa. 3 x 5 15 là 5 ngày à. Bây giờ mày nói hồi tao không biết tao còn nhớ không? Bây giờ mày hỏi cái câu hỏi đi. Giờ mà... Chị Sui ăn ngon không? Chị Sui ăn ngon không? Dễ như dở bàn tay. Chị Sui Kim a lòi mấy? Khắp. A lòi mấy khắp. Cho lịch sự luôn. Chị Sui Kim a lòi mấy khắp. Chấp tay rồi không? Đi trả bài. Rồi chị Sui cảm thấy thế nào? Chị Sui lú sực dân ngay. Đúng. Chị Sui ăn ngon không? Chị Sui Kim gì? Chị Sui ăn ngon không rồi sao? Đâu có nói. Chị Sui Kim a lòi mắc lơi. Chị Sui lú sực mai khắp. Gì? Giang đây. Giang đây. Mà không có nào. Chị Sui cầm. Nhưng mà cầm mặt. Chị Sui lú sực mai khắp á. Là chị Sui cảm thấy không? Chị Sui lú sực giang ngay khắp. À, đúng rồi, giang ngay khắp. Sao mà? Nè. Bà bá học tiếng Thái nghe chưa? Chị bá lên mặt đó. Bà bá thiếu đường rồi. Viết ra vài chữ rồi nhớ cái này vô hướng dẫn bà bá nói chuyện. Bà bá làm gì? Bà bá muốn nói gì? Mời chị Sui ăn chung. Mời chị Sui Kim đối khanh. Đúng rồi. Kim đối khanh. Chị Sui là chị Sui ăn có ngon không? Chị Sui Kim đối khanh. Dạ. Chị Sui ăn ngon không? Nó khắp. Dạ đúng rồi. Rồi chị Sui cảm nghĩ như thế nào nè? Chị Sui lũ sực mày khắp. Phải. Không phải nó sực mấy cái này á. Cái này là giáo học à. Chị Sui lũ sực. Chị Sui cảm thấy không? Chị Sui cảm thấy không? Cảm thấy gì rồi, cảm thấy gì rồi. Chị Sui lũ sực gian gian ngay khắp. Đúng rồi. Chị Sui lũ sực mày khắp. Chị Sui lũ sực mà chưa nói mà coi gì. Chị Sui chị Sui lũ sực mà giang mai khắp. Giang mai vậy đây. Giang mai không phải giang ngay chữ ngay không à. Cái gì mà cà lẹt. Chị Sui cũng mệt không? Nghe nói sao? Nười là mệt á. Chị Sui mệt không? Chị Sui đường mây khắp. Đường là đường. Tiểu đường. Nười mây khắp. Ví dụ như anh bè chị Sui đi bán về chị Sui mệt đúng không? Để cho mấy anh hỏi là chị Sui nười mây khắp. Chị Sui đường mây không? Chị Sui mệt không? Đường á. Nười á. Mẹ nha. Mày đừng có đường quá. Chà bị lãng tay gì đó. Chị Sui nười mắt khắp. Là chị Sui có mệt không? Chị Sui mệt không? Chị Sui bán được không? Rồi chị Sui nơi may mà, nơi may khắp. Nơi may khắp. Rồi cho phải hỏi thăm là chị Sui bán được không nè? Chị Sui khải đây mấy khắp. Đúng không? Đúng rồi, khải đi mấy. Khải đi mấy khắp là chị Sui bán ok không? Kiểu vậy á. Chị Sui khải đi. Có ba câu không chưa? Không nhớ nữa, chuyển qua câu mới rồi. Không nghĩ là mình giao tiếp nhau gặp mày ổ về cái mình hỏi mấy câu đó nó ấy không? Chị Sui rồi mới khác. Chả nhớ được mà ba câu đầu tiên chưa? Hỏi ra 4 câu kia không biết tao vô chưa nữa. Rồi, bây giờ vậy nè, bây giờ cha cha gửi salon đi ngồi vậy nhẩm nha. Bà ba nói, are you okay? Thôi vậy đi. Thôi bây giờ tao dùng tiếng Anh nếu mà không được tao lái qua tiếng Anh luôn. Tiếng Anh hả? You how you? You how you? You how are you? You how are you? Là gì? How are you? Đúng. Là bạn có khỏe không? Đúng rồi. Bữa nay bán cái hàng bán là cái gì? Kêu là cái gì? Sale hết không? You sell good for good anh. Các chị Xuôi nói good anh Xuôi. Ok. Billy. Chị Xuôi sit down eat. Chọn biết mấy tiếng kia ta thuộc không nó vừa. Chạy ra ngoài chạy ngồi cho nhẩm đi. Chạy ngồi nhẩm lại đi. Mấy cái tiếng mà bây giờ hỏi lại cuối nha. Đâu mày viết ra cái giấy chữ bự bự là cái câu đó là bắt đầu tự nhiên. Mẹ cái này được cái không? Câu là vô mà. Con lột. Gặp thì phải mời chứ. Trời ơi, nó bự lắm. Cảm nghĩ anh như thế nào? Cám hai nữa đúng không? Không. Chị Xui thích ăn cay, cho chị Xui ăn. Cái gì mẹ? Có bày tùm lum không? Có gì? Có mình bày tùm lum sợ mày nổ thì thấy. Tùm lum hả? Ừ. Con nghe tùm lum mẹ. Sao qua na khắp? Sao qua đi khắp? Chị Xui nó khắp. Muối cũng hết luôn. Không hết mẹ, nhưng mà mẹ của con là bỏ ở đây không có hết, nếu bỏ nhiều là có kiến, có cái gì ăn. Ừ. Không có khó. Chị Xui kinh nước ra nó khắp. Chị Xui nường mây nó khắp. Chị Xui có mệt không? Mệt không là nười không? Chị Xui nười. Dạ bà bán nhiều con rồi. Chị Xui nười mấy nó khắp. Chị Xui mệt không? Rồi mà để chị Xui về đây hỏi. Biết rồi. Giờ hỏi gì đây? Hỏi chị Xui cái gì nó quên rồi. Chị Xui kim nước cam nó khắp. Là ăn chung. Chị Xui kim biết rồi ta đang coi thuộc không nè. Chị Xui kim a lòi mấy nó khắp. Mẹ ổ về nè mọi người. Đó mẹ ổ kìa. Đó người đẹp Tây Đô đã về. Gió lên. Cái mà chua nó mà. Sao xạo hả? Sữa dừa dạ. Thơm quá kìa dạ ơi. Mẹ cái này được rồi đúng không? Nhiều rồi đúng không? Ừ. Hỏi chị Xui bán hết chưa? Hết. Có tiền không? Chị Xui biết mà. Có tiền không? Hỏi chi? Có tiền đi. Ủa mẹ nói bán hứa là có tiền đi. Phải đi mắc luôn đi. Hôm nay à bán trời quá mẹ con nói. Mẹ ơi. Cái mẹ. Con thấy là comment là mẹ là số 2 là mẹ đẹp. Nấu Nan cũng đẹp nhưng mà con thấy là bình luận nhiều hơn, mẹ nhiều hơn. Giờ mẹ cảm ơn fan lúc đi. Cảm ơn. Số 2 thắng số 1. Số 2 thắng số 1. Thứ 2 thắng số 1. Đúng rồi. Đúng chứ đúng không? Ừ. Đúng chứ đúng không? Dạ video mới cái tiếp là bé Nan chiều mẹ của bé Nan là không có make up nữa. Make up nữa không có được. Mấy hai tặng na léo. Nè. Nít đu. Đẹp má. Đẹp. Nít. Mẹ không. Hỏi mẹ không. Hỏi khó quá em. Mẹ là mẹ vợ anh, giờ mẹ hỏi mẹ đẹp không lấy anh nói không đẹp. Mẹ ơi tại sao bằm ớt nhiều quá à? Mẹ ổ thích ăn cay. Ôi nhưng mà chúng ta gia đình chúng ta không ăn cay mà. Mà mẹ ổ thích thì mẹ làm cho mẹ ổ ăn thì mẹ phải làm cho cay chứ làm sao. Bây giờ gia đình của con không ăn cay rồi nè, con là gia đình của mẹ rồi. Mẹ ổ ăn một mình thôi cay cay á. Con bỏ rồi ăn cay không có được rồi, bây giờ con dâu Việt Nam rồi mà. Em nói xong cái mẹ nghe cái mẹ đuổi em ra đường luôn. Con để vô cái đồ hứng ra đây lặn lột luôn. Về nào vô lột xong cái đó con này xong rồi. Má đôi bụng lắm nha. Mẹ nói gì mẹ? Má đôi bụng lắm. Tại ăn đây nè mẹ. Những cái này hồ lên. Mấy hồ. Mấy hồ á? Cái salad, mấy cái hồ. Con mà nè, mẹ suy nghĩ hả? Con cuốn với bánh tráng không? Không. Tại sao mẹ nói đôi bụng rồi mẹ suy nghĩ là sợ lâu. Mẹ, rồi mẹ nha bé đang nói lúc đó mình ăn không phải gói cuốn không phải nè ăn cái này nè mẹ. Của má pháo cái gì này má pháo á là ăn vô má pháo của hũ dừa của mẹ nói đi của mẹ củ hũ dừa hôm nay Miếng heo không ăn heo nè. Mẹ, mẹ Mai, mẹ ổng nói heo không ăn heo nè. Mẹ, mẹ nói nè, hôm nay mẹ Mai làm cho mẹ ổ. Làm cho mẹ ổ. Ăn gỏi. Ăn gỏi. Gỏi đúng không mẹ? Ừ. Gỏi củ hủ dừa. Gỏi củ hủ dừa. Củ dừa anh ấy cho má. Đúng rồi, à. Đúng rồi. Ê mẹ ăn gì vậy? Ủa ăn được mẹ, ăn được không? Được. À, ăn được hả? Con nói cổ đó ngọt mà. Chị Xuôi. Chị Xuôi ai hiểu mấy? Hiểu. Nha, hiểu mát luôn. Yeah. Chị Xuôi nói chị Xuôi đói bụng lắm rồi. Trời nha chị Xuôi. Em ơi lẹ lên nè, chị Xuôi đói bụng lắm rồi em ơi. Rồi cha, nãy trả bài sao vậy? Hỏi đi. Lười. Lười. À. Chị Xuôi lười mấy nó khách. Không mệt hả? Ừ. Dạ. Cha nói tiếng Thái, mẹ nói tiếng Việt. Good này. Good. Rồi, sao lười? Lười. Sao nữa? Hả? Sao nữa? À, thôi để ngồi vô ăn mới nói được chứ giờ không có gì chơi mà tự nhiên nói sao được đâu. Ăn không? Chị Xuôi chờ một chút là kim đứa ăn á chị Xuôi. Chị Xuôi đẻo bắp nưng là chờ đó. Chờ một chút. Chị Xuôi đẻo bắp nưng là kim đứa can. Rồi, nói đi 2 3. Chị Xuôi đẻo kim nước can. Chị Xuôi đẻo bắp nưng. Đẻo bắp nưng hả? Con nói quá. Chị Xuôi đẻo nó bắp nưng kim đứa can. Trời hỏi bên này bán được tốt không? Trời làm với tao người Thái này gặp gì? Để con chỉ cho. Ừ. Trời, nói đi. Quà ní. Khải đi mấy nó khóc. Khó quá. Quà ní. Khải đi mấy nó khóc. Đúng rồi. Quà ní khải đi mấy nó khóc. Bán tốt. Đúng rồi. Tao mấy câu kia để cho tao thuộc, để tao vô tao trả bài trong bữa ăn. Bây giờ mày kia tao giao tiếp này, kiểu này tao quên mấy cái kia nữa, chắc tao luôn. Làm bể mặt mày hết. Bà con cô bác biết bao nhiêu như 100.000 người coi đó mẹ ơi. Ok. Tụi mẹ, có giặt bút ở rài cặp tụi bo khổng gì mấy khắp. Thanh xanh liệt lên. Bút bà xã Việt Nam lên. Hôm nay mặt mày ăn xui. Hôm nay mặt không ăn xui. Không, hôm nay mặt không ăn xui. À, có làm gì đâu mà mệt. Đi chợ nấu đồ cho chị Xuôi, đãi chị Xuôi nè. Mấy thăm rài, mấy người khắp, bay Tà Lạt, thăm hãng hay chị Xuôi Kim. Xong chưa em yêu? Bây giờ đập đầu phẩm. Đập đầu phẩm luôn. Đập hả? Đúng rồi. Đập nhẹ thôi mẹ nói. Đúng rồi, đập nhẹ thôi. Nãy giờ ba bá em nói chuyện với chị Xuôi á, vui lắm. Hả? Nói tiếng Thái. Nói nhiều chung không? Hiểu. Mẹ muốn trộn rồi. Mẹ trộn rồi kìa. Mẹ muốn trộn rồi. Mẹ đừng có tôi cũng trộn hết này nè, nữa con có quay không? Mẹ. Được không? Được chưa? Được rồi con. Được rồi đúng không? Nhẹ rồi. Viết từ viết. Từ viết đậu phộng. Từ viết đậu phộng. Bây giờ dọn chén ra được chưa mẹ? Ừ, dọn chén dọn đồ ra. Ăn nữa Kim. Có mẹ liếm. Ông thử đi rồi. Này đám cưới á em. Đám cưới ta làm á. Tàng Nga nó mẹ. Hãng Tàng Nga á. Ba không có dăm bún sen nè. Dăm bún sen là món ăn dăm bún sen. À dăm bún sen mà má đám cưới luôn hả? Cho nước miếng, thường là ở đây nó cổ tiêu miếng à. Choแบบว่า hai cuộc sống yêu chung lâu hoặc chăm sắm lâu có tiền nhiều vậy đây. Cái món này là chị nói với mẹ là hay làm để đám cưới á má. Mẹ, để kho không? Có rau xăm không? Không khỏi để hồi mẹ để con. Để mẹ để con cho. Rồi. Nặng quá. Nặng mấy con má khóc. Nặng không? Mẹ của chồng yêu nói là thơm quá, ngon quá. Làm nước mắm ở Phú Quốc và làm nước mắm ở nhà của bé Nan ở Thái Lan là không có giấm, khác lắm. Tại sao không có biết khác tỏi khác ớt không? Sùi léo đẹp đéo. Đẹp rồi, đẹp rồi. Mẹ đau bụng lắm. Chưa đẹp, chưa đẹp, chưa đẹp. Chưa đẹp, chưa đẹp. Hoa, có hoa. Đẹp, nó có hoa. Ôi. Tôi chữa. Đậu phộng. Đậu phộng. Mẹ Mai nói hành phi. Đậu phộng. Đậu phộng. Mẹ con để đẳng con. Đậu phộng. Mẹ nói vậy vậy thôi đậu phộng à, tự nhiên ăn nhiều là đợt nhiều. Nè lấy đậu bột cái này lại con ơi. Rồi xong chứ mẹ. Xong rồi, xong rồi. Ok mẹ đi ăn thôi mẹ ơi. Thì bây giờ gia đình đã được ăn rồi mọi người ơi. Đi thôi đi ăn chung. Hello. Hello. Xin chào các nhà đã trở lại với kênh Duy Nisa. Thì hôm nay là gia đình Duy đã chuẩn bị xong một cái món gọi là gỏi của hũ dừa đãi cho mẹ và bé Nan ăn. Đũa hả? Dùng đũa không quen. Lấy cái giá cho mẹ múc. Em lấy giá. Dạ không có chi. Bé Nan chuẩn bị muộn cho mẹ rồi. Nhiều, nhiều. Lựa ớt nhiều vô con. Ớt nhiều quá. Ớt đâu mẹ? Ớt mẹ đỏ. Ớt. Như vậy là chưa phải là nhiều. Ớt cái này á. Không phải, ớt cái này là giết mẹ ủ không có được. Nhưng mà nếu ớt dãy dỗ anh ấy hả? Đúng rồi, đúng rồi. Chan lên, đúng rồi, chan lên. Trắng mà số. Ủa trắng. Chồng được trắng á. Lõm lòi chồng yêu, chung với con thôi. Thính bà luôn. Rồi, mày ổn xong rồi tới gia sở chúng thấy. Chị Xuôi lúc sực thì dân này nó khác. Không phải dân Mai. Dân này nó khác. Ngon quá. Ngon quá. Thả quân khạc, chị Xuôi. Nó khóc. Mẹ nấu mà bà. Nhưng mà ngon thì cha phải cảm ơn vợ. Rồi mình xúc đi, rồi ăn con. Mình xúc đi. Rồi cả nhà ơi. Đũa mình không gấp cho cha. Đúng rồi. Bà muốn ăn mấy đồ. Thôi con. Rồi ok rồi. Bà tớm. Ok lấy đi. Càng không lấy thêm ớt ra cho mẹ ổ con ăn đi. Nó nhiều lắm. Salad gì mà. Salad đúng không? Gỏi salad. Gỏi salad. Không chị Xuân. Mẹ ổ kim aloy mấy nó thật. Aloy. Mẹ ổ kim aloy nó là mẹ ăn ngon không? Chị nói luôn em bé của chị bây giờ là chắc chắn là người Thái rồi. Lấy đỡ giờ Thái đi về chung luôn. Đưa giờ Thái. Em mà em có ai làm ai không? Em có em nào dễ thương không? Em không có bạn không có nói chuyện chung. Không biết con muốn giới thiệu ai nữa. Có tưởng có ai. Chị tôi Kim đang ai rồi? Nó nói ăn được. Muốn nói gì nói cho nghe. Đúng rồi. Tại nãy giờ là nín phải giấu trong lòng lắm rồi đó nghe. Mấy chục năm nay là cậy không nói tiếng Thái thôi. Dạ bé Nan muốn nói là mời cái nhà ăn chung. Dạ chị muốn nói là mời cái nhà ăn chung. Dễ thương không có được. À mà cái nhà ăn chung nha. Ăn với mẹ nghe còn ngọt ăn. Mời cái nhà ăn chung. Mời cả nhà ăn rồi. Mà cả nhà ăn chung. Hả chị Xuôi vui vẻ là ok hả chị Xuôi? Chị Xuôi happy ha. Happy không xua. Bé Nan chưa có biết là bà ba nói gì nhưng mà mẹ bé Nan biết luôn. Có là không cay nhưng mà con bự tim bà ba ăn cả bà ba. Chị Xuôi cho mà. Mẹ không. Gì? Sao? Bé Nan là yêu ăn lâu rồi. Rồi sao? Tặng anh hả? Anh làm cái gì cho bé Nan được không? Tặng. Rồi tặng em. Mời cái nhà. Tặng em. Đây là hoa tặng con trai tặng gái nè. Con cái tặng con trai nè. Thôi đừng có xạo. Đừng có gài tôi. Trời ơi ngon trúng răng luôn. Bé Nan nọ không có hỏi nữa. Con mèo quỳ. Bây giờ ngon thấy mẹ Mai cười. Quên cái gì vậy? Mẹ quên nè. Ngon bá cháy bọc chén luôn. Ngon thấy bà nói. Để ngon thấy bà ngoại đi. Thì cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã xem và theo dõi video này. Cũng cũng cảm ơn những người đã xem quảng cáo từng giây từng phút để ủng hộ Duy và Nan có được kinh phí. Nếu các bạn thích video của gia đình của chúng ta hay gia đình cái này thay Việt Nam là không quên like, subscribe and share. Bye. Hẹn gặp lại video mới kế tiếp. Bye bye. Rồi ăn tiếp. Chưa vơi con. Ăn kêu cây lấy ớt và bỏ vô ăn nữa. Mẹ ớt không? Lấy ớt bỏ quá trời. Không phải. Mẹ muốn ăn cơm. Mẹ mệt, mẹ làm, mẹ mệt. Làm nước cơm ra nữa đi. Mẹ muốn ăn cái gì đó, còn ăn cái còn ăn. Với cơm nghe. Với cơm ăn này ngon.